không bao giờ ngẫu nhiên là một ai đó đến và làm bạn đời của chúng ta, mà tất cả nó đều có nhân duyên nghiệp quả của nó. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với số Tâm sự cùng Tuệ An được phát sóng mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube và fanpage Tuệ An. Và ngày hôm nay trong số tâm sự này chúng ta sẽ cùng tô một bức tranh nhé. Đây là một bức tranh của Đức Phật mà Tuệ An đã tô chắc là được 2 phần 3 rồi đấy. Và chỉ còn một chút nữa thôi thì sẽ hoàn thành bức tranh này. Các bạn biết không, bật mí với các bạn nha. Nếu như các bạn muốn thư giãn, hãy thử cách tô tranh. Nó là một cái cách mà vô cùng đơn giản mà chúng ta có thể thư giãn được đấy. Bởi vì thứ nhất đó là khi tô tranh thì không có cái gì là khó cả. Tranh thì đã được số hóa rồi, thế nên chúng ta chỉ cần chọn đúng số và tô đúng ô thôi. Thế nên chúng ta đâu phải nghĩ cái gì nhiều đâu. Khi mà chúng ta chọn đúng số và tô đúng ô như vậy á, thì dần dần á, chúng ta sẽ thấy từng mảnh ghép của bức tranh nó sẽ được hiện ra ngày một rõ nét hơn, và chúng ta sẽ thấy rất vui về điều đấy. Hơn nữa, khi mà chúng ta tô tranh á, nó cũng là một phương pháp để chúng ta có thể an trú ở hiện tại khi chúng ta tập trung và chúng ta tô một bức tranh như thế này. Và ngày hôm nay thì Tuệ An không chỉ giới thiệu với bạn một cái phương pháp để thư giãn là tô tranh thôi đâu, mà nhân tiện chúng ta sẽ còn cùng trò chuyện với nhau nữa. Nhưng mà trước khi trò chuyện với nhau thì để cho Tuệ An tô một vài ô đã nhé, để cho nó thỏa cái cơn đang muốn tô tranh ngay bây giờ, và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại và nói chuyện với nhau. Bạn thân mến, chủ đề của số tâm sự ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nói về luật nhân quả trong tình yêu hôn nhân. Tại sao lại nói về cái chủ đề đấy? Bởi vì bạn tin Tuệ An đi, nếu như chúng ta ai cũng hiểu về luật nhân quả và tin vào nó trước khi mà chúng ta bước vào tình yêu hôn nhân á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một tình yêu hôn nhân tươi đẹp hơn rất nhiều. Đầu tiên thì luật nhân quả là gì? Phải nói rằng cái gì trong vũ trụ này cũng phải tuân theo nhân và quả. Có nghĩa là bạn gieo gì thì bạn sẽ gặt cái đó. Mà mọi cái hành động mà bạn đang làm, mọi cái ý nghĩ mà bạn đang có thì nó đều phát ra một cái phản lực. Và cái phản lực này thì sẽ đưa lại một cái kết quả tương ứng dành cho bạn. Thế nên chúng ta không thể nào chúng ta gieo một hạt táo mà chúng ta mong đợi là sẽ có một cây mít mọc lên và chúng ta sẽ được ăn quả mít. Mà khi chúng ta gieo một hạt táo, chắc chắn sẽ có một cây táo mọc lên và chúng ta sẽ có những trái táo để ăn. Và trái táo này là chua hay ngọt thì đều do chính chúng ta thôi. Nó phụ thuộc vào cái hạt giống mà chúng ta chọn, có phải là hạt giống táo ngọt hay là táo chua. Nó cũng phụ thuộc vào cái việc là chúng ta có chăm bón cái cây táo đó đúng cách hay không, có tưới nước đủ hay không, có cho nó những cái điều kiện thuận lợi và cần thiết để nó có thể sinh trưởng và phát triển hay không. Và trong tình yêu hôn nhân cũng như thế, không phải ngẫu nhiên mà một ai đó đem đến nỗi khổ cho chúng ta trong tình yêu hôn nhân. Cái chuyện này là chuyện không bao giờ có thật, cũng không bao giờ ngẫu nhiên là một ai đó đến và làm bạn đời của chúng ta, mà tất cả nó đều có nhân duyên nghiệp quả của nó. Vậy nên nếu như mà cặp vợ chồng nào cũng tin vào nhân quả trong tình yêu hôn nhân á, thì sẽ có rất ít những cặp đôi đổ lỗi nhau này, than trách nhau này. Bởi vì nếu như họ nhận được một cái kết quả nào đó, họ biết rằng à, do chính họ đã có phần tạo tác ra nó, thế nên họ sẽ không còn đổ lỗi quá nhiều cho đối phương. Và nếu như ai cũng hiểu về nhân quả trong tình yêu hôn nhân á, thì người ta sẽ mong muốn có được quả tốt và sẽ tập trung để gieo những cái nhân tốt, rồi tưới tẩm vun trồng cho cái nhân đó nó được phát triển thành cây thì người ta mới có trái mà hưởng. Chứ không bao giờ có chuyện là muốn nhận được một kết quả rất tuyệt vời nhưng mình lại toàn đi làm những cái chuyện tệ, những cái chuyện tiêu cực, mà mình cứ ngồi đấy và ước và mong và cầu nguyện là ô một tình yêu đẹp sẽ đến, rồi người kia sẽ quay trở lại, rồi một mối hôn nhân vô cùng hạnh phúc, thì chuyện đó là chuyện không bao giờ có thật. Vậy nên dù bạn có tin hay không thì luật nhân quả vẫn luôn có ở đó,
Và trong số tâm sự ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân quả ở một cái góc nhìn đơn giản thôi, để các bạn có thể ứng dụng nó trong tình yêu hôn nhân, để bạn có thể hạnh phúc hơn nhé. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về nó đã nha. Đầu tiên là nhân này. Nhân là những cái thứ ở bên trong mình, do mình gieo, do mình tạo ra. Giống như một suy nghĩ cũng là nhân, một hành động cũng là nhân, một lời nói cũng là nhân. Và chúng ta thường sẽ gieo nhân bằng ý nghĩ, bằng hành động, bằng lời nói. Bên trong đầu chúng ta nghĩ cái gì ạ, thường chúng ta sẽ hành động theo như thế, thường chúng ta cũng sẽ nói như thế. Thế nên nếu như bên trong chúng ta có những điều tốt đẹp ấy, thì thường mình cũng sẽ hành động một cách rất tử tế và thiện lành. Mình cũng sẽ nói ra những cái điều tử tế và tốt đẹp, cũng như là ngược lại. Duyên là những cái điều kiện, những cái đối tượng, những cái ngoại cảnh nằm bên ngoài mình. Giống như một ai đó đến với mình thì người đó là duyên của mình. Một anh người yêu đến với mình, một người bạn đời đến với mình, thì tất cả những người ở bên ngoài đó, bất kể họ là ai đi chăng nữa, họ đều là duyên của mình. Và chúng ta phải hiểu một nguyên tắc là chúng ta có thể tạo tác ra nhân. Nhân có thể thu hút duyên, nhưng chúng ta không bao giờ kiểm soát được cái duyên ở bên ngoài chúng ta. Vậy nên một người một ngày thương ta, một ngày hết thương ta, chúng ta đâu có thể kiểm soát được. Và như thế chúng ta cũng đâu có thể bắt ép cái duyên thay đổi theo ý mình được. Thế nên trong tình yêu hôn nhân á, nếu như mình cứ mong người đó phải thay đổi á, là mình đã thiệt thòi rồi đó. Bởi vì người ta có thể thay đổi, có thể không. Và nếu như mình cứ vin vào cái việc là người ta phải thay đổi thì mình hạnh phúc, thì có phải là một cái sự thiệt thòi của mình không? Nhưng trong tình yêu hôn nhân, đừng kiểm soát bất kể ai, đừng bắt ai phải thay đổi, mà chúng ta chỉ có thể làm chủ chính mình, chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Đó là duyên nha. Còn nghiệp là cái gì? Nghiệp là những cái hành động mà nó thành thói quen, được lập đi lập lại mà chúng ta cố tình làm, thì cái đó sẽ tạo ra nghiệp. Và nghiệp thì cũng có nghiệp tốt và cũng sẽ có nghiệp xấu. Thế nên mình nhìn nhá, nếu như mà mình muốn nhận được những cái quả tốt, quả là kết quả đi, thì chúng ta phải có nhiều nghiệp tốt, là chúng ta có nhiều thói quen tốt. Để có nhiều thói quen tốt, mình phải tạo nhiều nhân tốt. Giống như là thói quen thực hành lòng biết ơn này, nó sẽ biến sự biết ơn thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Để mỗi khi có một điều tốt đẹp thì chúng ta rất trân trọng cái điều tốt đẹp này. Và khi chúng ta trân trọng điều gì thì cái điều đó nó mới ở bên mình lâu dài. Thế rồi khi mà chúng ta gặp một cái nghịch cảnh thì cái lòng biết ơn đó là một thói quen, chúng ta cũng không có oán trách cái nghịch cảnh đó, mà thậm chí chúng ta biết ơn vì nó đã đến, vì nó đã cho chúng ta rất nhiều bài học để cho chúng ta có thể trưởng thành hơn. Thì chính cái đó nó cũng là một điều vô cùng tốt lành. Và rồi chúng ta có nhiều thói quen tốt nữa, giống như là thói quen thường xuyên làm mới mình, làm mới mối quan hệ, thói quen trao đi yêu thương mà không cần phải mong cầu nhận lại cái điều gì cả. Rồi chúng ta có những thói quen để thư giãn, để chúng ta biết quay trở về với mình, để chúng ta biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Thì chính những cái thói quen tốt đó, hay còn gọi là nghiệp tốt, cũng sẽ tạo cho chúng ta có những cái kết quả tốt trong tình yêu hôn nhân. Và bạn thử để ý mà xem nhé. Khi mà chúng ta bắt đầu quen nhau này, rồi khi chúng ta bắt đầu lấy nhau này, thì có phải chính chúng ta đã tạo nhân duyên để người ấy là bạn đời của chúng ta không? Đâu phải ai đó bắt ép chúng ta lấy một người được. Mà kể là bắt ép lấy một người đi, mà vào lúc đó chúng ta không có đủ nội lực để từ chối lấy cái người mà chúng ta không yêu, thì cũng là do chính chúng ta tạo nhân thôi. Vậy nên nếu như bạn nhìn vào cái mối quan hệ tình yêu hôn nhân của bạn hiện nay, bạn hãy tin rằng đó là cái người mà bạn đã gieo nhân đó, đó là cái đối tượng mà bạn đã chọn đó. Trong bất kể tình huống nào thì bạn cũng đã chọn lấy người ấy. Thế nên mình không thể đùn đẩy cái trách nhiệm đó cho ai được, mà mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của mình. Cho dù mình có đang hạnh phúc hay mình có đang khổ đau, cái điều đó cũng là do mình. Và khi mà chúng ta nhận trách nhiệm đó, thì chúng ta cũng lấy lại được cái quyền năng có thể thay đổi, bằng cách là mình có thể gieo những cái nhân mới. Khi bạn gieo những cái nhân mới thì nó cũng sẽ sinh sôi, nảy nở, phát triển thành những cái cây mới. Và chính cái cách gieo nhân, chính cái cách chăm sóc của chúng ta như thế nào thì sẽ chi phối cái kết quả mà chúng ta đạt được. Đừng bao giờ chủ quan trong một mối quan hệ tình yêu hôn nhân. Hãy luôn luôn có ý thức gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống tốt lành. Gieo nhiều yêu thương vào, bạn cũng sẽ nhận nhiều yêu thương. Gieo nhiều sự thấu hiểu thì bạn cũng sẽ nhận lại được sự thấu hiểu và hòa hợp trong mối quan hệ đó.
đừng để chúng ta chủ quan, chúng ta không gieo nhân tốt mà đến lúc mà ngoại tình xảy ra, ly thân ly hôn thì chúng ta lại oán trách, chúng ta lại đổ lỗi. Kể cả lúc đó chúng ta có oán trách, chúng ta có đổ lỗi thì chúng ta vẫn đang tiếp tục gieo những nhân xấu tệ và tiêu cực thôi. Và điều đó sẽ không khiến cho chúng ta có kết quả tốt được. Vậy nên hãy có ý thức gieo những nhân tốt ngay từ bây giờ trong chính mối quan hệ tình yêu hôn nhân của mình, để mình có thể đạt được những sự hạnh phúc và hòa hợp trong mối quan hệ nhé. Và đó là những cái điều mà Tuệ An muốn chia sẻ với bạn trong số tâm sự về luật nhân quả trong tình yêu hôn nhân ngày hôm nay. Hãy tin rằng mọi thứ đều xuất phát từ mình mà ra. Nên hãy tập trung vào chính mình để rèn giũa, để phát triển và để thay đổi chính mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần hỏi đáp trong số tâm sự ngày hôm nay nhé. Câu hỏi số 1. Nghe Phật pháp nhân quả thì có vẻ mình hiểu, nhưng thực hiện khó quá chị ơi. Khi làm việc rồi áp lực cuộc sống thì cái tâm của mình nó lại khởi lên. Thật ra nhân quả nó không quá khó áp dụng vào cuộc sống đâu. Bởi vì dù mình có áp dụng vào cuộc sống hay không á, thì nó vẫn luôn luôn xảy ra, như lúc nãy Tuệ An có chia sẻ với bạn mà. Thế nên nếu như mình cảm thấy mình rất khó để làm chủ cái tâm của mình thì công nhận đó là việc làm chủ cái tâm của mình là một việc vô cùng khó. Nhưng mà những người hạnh phúc và thành công là những người dám làm việc khó. Chứ mình cũng đâu thể mong chờ là mình làm toàn những cái việc dễ mà cuộc đời của mình lại nở hoa được đâu. Để cho một bông hoa nở được nó cũng phải trải qua rất nhiều gian khó đó. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu gieo lại nhân từ những cái điều rất đơn giản thôi. Ví dụ như là bạn muốn hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân đi, thì bạn phải gieo những nhân nào? Nhân yêu thương chính bản thân mình này, biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình này, kể cả là cuộc sống có áp lực, có khó khăn đến đâu thì cũng phải thực hành lòng biết ơn để mình vượt qua được những cái nghịch cảnh đó này. Rồi mình nếu như mình thấy mình có thể làm được một điều lành, một điều tốt cho ai đó thì mình hãy thực hiện. Còn nếu không á, những lúc mà tâm của mình quá dao động, những cơn cảm xúc mà nó lên cao, nó xuống thấp, mà mình dễ nói ra những cái lời tổn thương, hoặc là dễ có những cái hành động làm hại người khác thì mình im lặng, ngừng lại, không phản ứng, buông xả đi. Đôi khi tự mình phải nhắc nhở mình cái điều đó, thì lúc này dần dần nó sẽ biến thành một thói quen của mình. Bên trong mình có cái chất liệu đó. Và bạn hãy có ý thức là gieo lại những cái nhân tốt lành ngay trong những cái thời khắc, kể cả bạn đang thấy cuộc sống của mình rất ổn. Có ý thức rèn luyện bản thân những cái thói quen tốt như là sự tĩnh lặng, bớt phản ứng, bớt nói lại, lắng nghe nhiều hơn. Từ những cái lúc mà cuộc sống của mình đang còn nhiều những cái điều kiện thuận lợi, thì lúc đó mình sẽ có cái chất liệu để khó khăn đến, những cái ngoại cảnh không như ý đến, mình vẫn có thể lấy được cái chất liệu đó ra để mình sử dụng, để mình vẫn có thể gieo được những cái nhân tốt. Chứ còn lúc ban ngày mình không bao giờ mình chịu rèn luyện cả. Đến lúc một buổi tối đến, tự nhiên một cơn giận đến thì bảo mình làm chủ nó thì khó. Vậy nên hãy luôn luôn có cái ý thức này. Và thật ra việc áp dụng nhân quả vào cuộc sống nó vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần mỉm cười nhiều hơn, bớt nói những cái điều tiêu cực lại, lắng nghe nhiều hơn và thực hành biết ơn. Đó là một vài trong những cái cách rất dễ để chúng ta ngay lập tức có thể gieo lại những cái nhân tốt nha. Câu hỏi số 2. Mình bỏ chồng chỉ biết uống rượu và say suốt ngày thì mình có gặp phải nghiệp gì không? Lý do bỏ là mẹ anh ta có lương hưu và bảo bọc chiều chuộng con quá, nên anh ta không chịu đi làm, cứ ỷ lại vào mẹ thôi. Có một ông chồng như vậy thì nếu bỏ anh ta, liệu mình có bị nghiệp gì không? Bạn thân mến, thật ra chúng ta đừng sợ nghiệp, tại vì có nghiệp tốt thì cũng có nghiệp xấu. Và như Tuệ An đã giải thích á, thì nghiệp là những hành động mà cố ý, những lời nói cố ý được lặp đi lặp lại nhiều. Có thể tạm dùng cái từ mà dễ hiểu là từ thói quen á. Thì chúng ta cũng có rất nhiều những thói quen tốt và có rất nhiều những thói quen xấu, phải không? Vậy nên trong một ngày đôi khi chúng ta sẽ làm rất nhiều những hành động xấu, cũng có thể làm rất nhiều những hành động tốt mà chúng ta lúc đó chưa thể làm chủ nổi. Vậy thì mình đừng nên quá sợ nghiệp, mà mình hãy biết là mình sẽ tạo nhiều nghiệp tốt hơn. Cụ thể là như cái tình huống bạn hỏi, đó là bạn bỏ một ông chồng mà suốt ngày chỉ nghiện rượu rồi say xỉn, thì đó có phải là nghiệp không? Thật ra cái kết quả mà mình lấy một người chồng suốt ngày nhậu nhẹt, suốt ngày say xỉn á, cái kết quả đó là do ai tạo ra?
thật ra là do mình tạo ra mà. Có thể bạn sẽ nói rằng ô, tôi đâu biết là ông ta nhậu nhẹt say xỉn đâu, thế nên lúc đó tôi mới lấy chứ. Thế nhưng nếu như mình quá vô minh, mình chưa tìm hiểu kỹ, mình lấy một người chồng như thế thì cái kết quả đó nó cũng là do chính mình tạo ra cho bản thân mà. Và điều quan trọng là sau khi ly hôn, bạn học ra được bài học gì? Sau khi ly hôn, bạn có học ra được bài học gì để mình thay đổi và phát triển bản thân mình tốt hơn hay không? Và sau khi ly hôn, bạn có sẵn sàng vẫn đối xử tử tế với người ấy như là những người bạn, hoặc ít nhất là không coi người ta là cái kẻ mang đau khổ đến cho cuộc đời của mình, không chỉ trích, không phán xét, không đánh giá người ta mà có thể thấu hiểu và yêu thương hay không? Vậy thì thật ra ly hôn và kết hôn á, nó có thể là nghiệp tốt, nó cũng có thể là nghiệp xấu. Cái điều này nó phụ thuộc vào chính cái thái độ của chúng ta, chính cái tâm của chúng ta, chính cái cách nhìn nhận và cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Còn nếu như chúng ta thấy rằng trước đây chúng ta chọn sai, bây giờ chúng ta chọn lại, nhưng chúng ta đã rút ra được những cái bài học của mình, chúng ta đã thay đổi và phát triển được mình, chúng ta vẫn nâng đỡ và hỗ trợ người ấy những lúc cần, vẫn có thể đối xử với nhau một cách tử tế hậu ly hôn, thì điều đó thậm chí nó còn là một điều tốt nữa. Với những chia sẻ này thì hy vọng bạn sẽ hiểu hơn một chút để đừng quá sợ nghiệp và hãy tạo ra nhiều cái điều tốt mỗi ngày, kể cả là khi mình kết hôn hay là ly hôn nhé. Và Tuệ An còn nhận được một cái câu, một cái bình luận này nữa. Bạn này bình luận cho Tuệ An ấy, chắc cuộc sống của bạn nhiều màu hồng nên bạn mới nói như vậy được. Xin lỗi nhé nếu bạn vớ phải thằng chồng chỉ ham mê gái gú, không có trách nhiệm, lo cho con cái thì bạn có nói như vậy được không? Bạn biết không, không có cuộc sống của ai là toàn màu hồng hết á. Mà cuộc đời này sẽ có rất là nhiều biến động, sẽ có những gam màu hồng, cũng sẽ có những gam màu xám, cũng sẽ có những thách thức để vượt qua. Và nếu như bạn thấy rằng một người họ đang có cuộc sống rất là tốt, chắc chắn là nội lực của họ đã rất mạnh, và thậm chí họ đã gieo rất nhiều những cái nhân tốt lành, thế nên họ mới có thể gặp được một người bạn đời tốt, hoặc họ mới có thể gặp nhiều những cái nhân duyên thiện lành trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì chỉ trích, thay vì phán xét, chúng ta có thể nhìn một góc nhìn rộng hơn để có thể thấu hiểu, có thể yêu thương và có thể học ra được những cái điều từ những cái người xung quanh mình. Luật nhân quả luôn luôn có thật. Nếu như bạn nhìn thấy một người đang có nhiều sự hạnh phúc và thịnh vượng, hãy hỏi người đó làm sao mà họ lại hạnh phúc như vậy. Hãy học tập từ họ, hãy vui cùng với niềm vui của họ, hãy cũng thực hành gieo những cái nhân tốt lành giống như họ. Còn nếu như bạn nhìn thấy một người đang khổ đau thì đôi khi bạn cũng sẽ học được những bài học, họ đã làm gì để họ lại khổ đau như vậy, họ đã có những cái niềm tin sai lệch như thế nào, họ đã gieo những cái nhân như thế nào, để một là mình rút bài học ngay cho bản thân của mình, hai là mình có thể nâng đỡ họ nếu như họ muốn nhỉ, nếu như họ cho phép. Và hy vọng rằng qua số tâm sự ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu thêm một góc nhìn rất là đơn giản về nhân quả trong tình yêu hôn nhân, và tin vào nó để ngừng đổ lỗi, ngừng phán xét, ngừng chỉ trích và tập trung vào mình để gieo những nhân tốt lành cho chính mình.